Mới đây, Army Technology đưa tin, tập đoàn Rheinmetall của Đức sẽ cung cấp phương tiện tấn công đường không Caracal cho quân đội Đức và Hà Lan kể từ năm 2025. Caracal là phương tiện đổ bộ đường không hạng nhẹ 4x4 được phát triển bởi tập đoàn chế tạo vũ khí Rheinmetall với sự hợp tác của Mercedes-Benz và Armored Car System. Được đặt trên khung gầm dòng mới nhất của Mercedes-Benz G-Class đã quân sự hóa, Caracal có thiết kế nhỏ gọn, tính linh hoạt và cơ động cao. Khung gầm G-Class tiên tiến cũng sẽ đảm bảo khả năng di chuyển ngay cả trong điều kiện địa hình hiểm trở. Vì vậy, mẫu xe này có thể đảm nhiệm nhiều vai trò trong các nhiệm vụ phòng không, từ vận chuyển quân, cứu hộ và cứu thương đến các nhiệm vụ chiến đấu và hậu cần đặc biệt. Caracal có chiều dài 4,7m, rộng 1,8m và cao 1,85m. Nó có tổng trọng lượng 4,9 tấn, tải trọng lên tới 2 tấn. Phương tiện này có thể vận chuyển bằng máy bay hoặc trực thăng vận tải hạng nặng CH-47F Chinook hoặc CH-53K King Stallion. Caracal còn được tích hợp các loại vũ khí bộ binh tiêu chuẩn và vũ khí tên lửa chống tăng có điều khiển trên giá treo vòng. Được trang bị động cơ diesel Euro 3 6 xi-lanh của Mercedes-Benz với công suất 249 mã lực, Caracal có thể di chuyển với tốc độ tối đa 130 km/h. Nó có khả năng vượt qua rãnh sâu 0,5 m và lộ nước sâu 0,7 m. Một điểm nổi bật của Caracal là xe quân sự này có khả năng tự bảo vệ cực kỳ ấn tượng nhờ sở hữu hệ thống khói che khuất Rossi của Rheinmetall. Bất kể được triển khai từ một vị trí tĩnh hay đang di chuyển, Rossi đều cung cấp khả năng sàng lọc hiệu quả, bao gồm cả hiệu ứng giải mã và gây nhiễu IR tích hợp. Do đó, Rossi có thể chống lại các loại vũ khí thông thường và vũ khí có thiết bị quang học và máy đo khoảng cách laser.